trần và phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay phong vẫn đưa thông báo tạp chí quốc phòng indo pacific defense magazine của tnp channel sẽ chính thức ra mắt khán giả số đầu tiên vào tháng 3. và nếu quý vị nào muốn uh, giữ lại những cái tạp chí này làm uh, tài liệu cũng như là ủng hộ cho tnp channel trong cái tạp chí mới này quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại cái địa chỉ email ngay trên màn hình của quý vị là trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để chúng tôi có thể bia cho biết thêm chi tiết đặc biệt là những khán giả ở khắp nơi trên thế giới trừ việt nam bởi vì việt nam tôi không có cách gửi uh, tạp chí này về cho quý vị do đó thì một lần nữa số điện thoại à, cái uh, số email ở trên màn hình là Trần Nhật Phong, đạo diễn at yahoo.com Đó là cái thông báo của Phong Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần tin tức ngày hôm nay Đầu tiên hết là Chủ tịch của World Bank là ông David Malpass Sẽ rời khỏi cái chức vụ công trong tháng 6 Bản tin mới nhất cho biết thì ông David Malpass Là chủ tịch đời thứ 13 của Ngân hàng Thế Giới Đã thông báo cho các nhân viên ở dưới quyền Ngày thứ tư là ông sẽ rời khỏi cái tổ chức này Vào cuối cái tài khoá thứ hai của năm 2023. À, bản tin mới nhất đã đưa ra bởi tập Politico, trong đó cho thấy rằng đã có một cái email nội bộ và thông báo cho các nhân viên ông Mapas đã xác nhận việc rời khỏi của ông trên Twitter sau khi mà nhà ngân hàng này nói rằng là họ sẽ chọn một nhân vật khác thay thế cho ông sau khi mà ông rời khỏi chức vụ này. Đây là một trong những cái điều vinh hạnh cho tôi phục vụ cho các cái chương trình phát triển của thế giới thông qua ngân hàng thế giới và bên cạnh với những cái tài năng và những con người rất tuyệt vời. Đó là một trong những cái email mà ông gửi ra. Và đối với những quốc gia đang phát triển đối diện với những cái cơn khủng hoảng chưa từng có, Tôi rất hân hạnh là ngân hàng đã cố gắng có một cái tốc độ nhanh, mức độ và tạo tác hại tốt cho họ để mà họ có thể phục hồi các cái thách thức trước các thách thức. Và hiện nay thì cựu Tổng thống Trump đã từng đề cử ông Mao phát vào tháng 2 năm 2019 trong vai trò mà ông đã phục vụ trong cái bộ tài chánh trong trước đó và là ông là... Thứ trưởng Bộ Tài chánh đặc trách về các vấn đề của quốc tế. Và trong cái công cái thông cáo báo chí thì phía World Bank cho biết là ông Mao đã quốc đã làm việc với vai trò lãnh đạo và đã có những cái uh, tăng cường cái ngân sách dành cho việc đối đối phó với khí hậu toàn cầu lên gấp đôi đặc biệt là đối với những quốc gia mà under develop tức là những quốc gia khó phát triển uh, với tổng số tiền là 32 tỷ Mỹ Kim vào năm ngoái và tổ chức này chỉ ra cho thấy là họ đã có 440 tỷ Mỹ Kim mà ông Mao đã hỗ trợ cho việc chống lại đại dịch cũng như là hỗ trợ cho những cái uh, chương trình cần thiết giữa lúc mà Nga xâm lăng tại Ukraine và nền kinh tế trên toàn cầu bị chậm lại, vấn đề khí hậu toàn cầu bị thách thức cũng như là nguồn thiếu hụt ở các cái nguyên liệu. Đây được xem là một trong những nhân vật được xem là quyền lực nhất thế giới đã chính thức tôi nói rằng ông sẽ rời khỏi nhiệm vụ của ông vào tháng 6. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và người lãnh đạo đầu đứng đầu của mạng lưới Al-Qaeda đã có giá trị cái đầu của ông ta lên tới 10 triệu Mỹ Kim. Bản tin cho biết, thì người này có tên là Saeed Al-Abdel, là vốn là một cựu à, viên chức à, à, vũ trang của Ai Cập trước đây và bây giờ là thành viên cao cấp của Al-Qaeda, đã bị treo giải thưởng lên tới 10 triệu Mỹ Kim cho ai lấy được đầu của ông này và được xem là ông ta lãnh đạo một nhóm dân quân đang gây bạo động ở à, khu vực ở Phi Châu và Trung Á. Al Qaeda vẫn chưa có cho biết ai sẽ là người thay thế cho Ayman al-Zawahri, người đã bị Hoa Kỳ bắn hạ bằng bằng hỏa tiễn ở tại Kabul vào năm ngoái. À, tiếp theo việc mà tổ chức này được xem là đang cơn khủng hoảng tiếp theo cái vụ mà ông Osama bin Laden đã bị sát hại năm 2011. Mặc dù giới tình báo Hoa Kỳ à, vào tháng Giêng cho biết người thay thế ông Zawahri vẫn chưa rõ, tuy nhiên thì Liên hợp quốc báo cáo là có rất nhiều những thành viên à, đã nhìn thấy rằng là ông cx anh Abdel có thể sẽ là bán chính thức lãnh đạo của cái nhóm khủng bố này. Zawahiri đã bị áp lực bởi nhóm này là chọn một chiến lược lãnh đạo mà có cẩn thận để có thể thực hiện các cái cuộc gọi là khủng bố trong cái mạng lưới thánh tử đạo của họ theo tường trình của một chuyên gia về Al Qaeda cho biết như trên. Và giờ đây thì nhân vật này đã bị treo giải thưởng lấy cái đầu của ông ta lên tới 10 triệu Mỹ kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Do Thái cho biết họ sẽ ra vừa thông qua một cái luật trong đó tước quyền quốc tịch của những công dân Ả Rập nào mà có liên hệ tới các vụ tấn công khủng bố tin từ jerusalem cho biết nghị viện của do thái trong ngày thứ tư gần như tuyệt đối đã chấp thuận một cái luật là sẽ tước bỏ cái quyền quốc tịch của bất kỳ một người ả rập nào mà có những cuộc tấn công mang cái chủ nghĩa cực đoan và trong đó họ có những cái hành động được xem là hỗ trợ cho lực lượng dân quân của palestine đặc biệt là những người ở gốc palestine quyết định này sẽ có ảnh hưởng hàng trăm người công dân của palestine vốn là công dân của do thái và cư dân của do thái đã lên tiếng và nói rằng đây là hành động phân biệt đối xử đối với các nhà lập pháp gốc ả rập như là những uh, viên chức của Palestine trong cái khu vực ở uh, uh, vùng tây ngạn nơi mà do thái chiếm đóng hiện nay thì phía cộng đồng quốc tế vẫn uh, thừa nhận cái chính quyền của Palestine uh, tuy nhiên họ vẫn chưa thành lập được một quốc gia Palestine tại đây và trong đó thì uh, những tù nhân mà dân quân bị Palestine bị bắt giữ ở trong nhà tù do thái lại được xem là những anh hùng và họ đã được uh, người Palestine vinh danh và bây giờ thì uh, phía do thái cho biết họ đã thông qua luật này và trong đó sẽ tước quyền quốc tịch của những người Ả Rập nào mà hỗ trợ cho những dân quân Hồi giáo Palestine tấn công vào lãnh thổ Do Thái, cũng như là hỗ trợ cho các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu người Do Thái. Đây được xem là một trong những cuộc bỏ phiếu mới nhất ở tại Do Thái diễn ra, với tổng số phiếu là 94 trên 10 đã ủng hộ cho cái dự luật này. Đây được xem là một trong những chính sách cứng rắn của Do Thái nhằm cứng rắn đối với những người hỗ trợ cho cái phong trào dân quân bạo động của Palestine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng Hoa Kỳ đã bắn rơi một cái drone do Iran chế tạo ở khu vực quân sự tại Syria. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quân sự của Hoa Kỳ trong ngày thứ ba đã bắn rớt một cái tròn do Iran chế tạo bay gần một cái căn cứ quân sự ở phía đông bắc của Syria, nơi mà đang có một cái khu vực được xem là giám sát bởi lực lượng phiến quân. Chỉ huy trưởng của lực lượng à, trung tâm quân sự Hoa Kỳ ở tại à, Trung Đông cho biết là việc bắn rơi này diễn ra lúc 2 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương và à, với sự hỗ trợ của à, cái khu vực Konoko và hầu hết cả phía à, Hoa Kỳ và Iran đều có những cái chiến dịch chống khủng bố tại Syria và những nhóm à, phiến quân tại đây gần như là có một số nhóm phiến quân được hỗ trợ bởi phần tử khủng bố. Lực lượng Hoa Kỳ đã huấn luyện và ủng hộ cho lực lượng người Kurd tại đây có tên gọi là Syrian Democratic Force hay còn gọi là SDF và trong đó chống lại cái uh, sự thành lập của một nhà nước hồi giáo cực đoan ISIS và Iran thì lại hỗ trợ cho chế độ của Syria, ông tổng thống Bashar al-Assad và chống lại các lực lượng phiến quân tại đây căng thẳng đã gia tăng giữa washington và tehran kể từ khi mà giữa cuộc chiến tại ukraine khi mà iran đã chế tạo một số những cái tròn và cung cấp cho nga sử dụng để đánh bom vào các thành phố ở tại ukraine và đồng thời vì phía Hoa Kỳ cho biết rằng là họ sẽ có những cái hành động chống lại tình trạng mà đang có nhắm vào tất cả những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại Syria, nơi mà các lực lượng phiến quân đã sử dụng drone do Iran chế tạo để mở cuộc tấn công. Đây được xem là vụ bắn đầu tiên của Hoa Kỳ trong năm nay đối với những cái drone mà của Iran đã tìm cách tấn công vào các cái vị trí quân sự của Hoa Kỳ tại Syria. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản báo cáo cho thấy 500.000 người đã rời khỏi California trong vòng 2 năm qua. Bản tin mới nhất từ ở California cho thấy là số lượng người dân của California đã mất đi 500.000 người trong vòng 2 năm qua sau khi đại dịch bắt đầu. Đó là báo cáo của tờ Los Angeles Times cho biết. Tờ báo này chỉ ra số số lượng cư dân của California đã rời khỏi quốc cái tiểu bang này từ tháng 4 năm 2020 cho tới tháng 7 năm 2022 và số lượng người này có thể à, à, khá và khá đông. Tuy nhiên thì con số này phía California cho biết lại có thêm 700.000 người vào trong California nhưng con số 700.000 người này không biết có phải là di dân hợp pháp hay là di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên thì à, số lượng của California bị giảm đi à, đứng phía sau New York đã mất đi khoảng 15.000 người. À, Paul On được xem là giám đốc điều hành của trường đại học ở California tại Los Angeles và là trung tâm quan sát về các cái cộng đồng láng giềng đối với tờ Los Angeles Times là do trong khi vấn đề kinh tế, vấn đề sức khỏe và những vấn đề liên quan tới xã hội đã thúc đẩy nhiều người rời khỏi California bởi vì tình trạng giá nhà quá cao và giữa lúc mà tình trạng lương tại đây à, đã được xem là thấp so với mức nhà đã cao hơn và chính điều này họ cảm thấy rằng cái mức sống quá cao tại California là một trong những lý do chính họ rời khỏi California. Ông này cho biết rằng là ông những người mà rời khỏi Los Angeles County, rời khỏi cái thành phố của Los Angeles là rất nhanh và rất sạch sẽ và gần như là họ đã dọn sạch trong cái thời gian có đại dịch và số lượng những người California sống ở các cái khu vực các cái tiểu bang láng giềng thì họ vẫn cảnh cáo là đừng có nên sống tại California, và đặc biệt là ở Utah hay là ở Nevada hay là ở Arizona. Và con số này cho thấy rằng là con số mà tăng nhiều nhất trong 10 năm nay là ở Utah, nơi mà có rất nhiều những người California di chuyển tới sinh sống, và gần như là họ mất đi khoảng 500.000 người. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay một cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup cho thấy hơn phân nửa số lượng người dân ở Hoa Kỳ cho rằng các công ty truyền thông dòng chính đã có những cái định hướng sai lạc về tin tức cho người dân. Phân nửa người dân Hoa Kỳ tin rằng các cái cơ quan truyền thông của quốc gia đã cố tình hướng dẫn sai lạc cho công chúng theo một cái cuộc thăm dò mới nhất của viện Gallup phối hợp với Knight Foundation, à, cuộc thăm dò này cho thấy 50% nói rằng các hệ thống truyền thông tin tức của quốc gia đã cố tình hướng dẫn sai lạc và có những cái tin à, gây nhiễu khá nhiều và gây hoang mang cho công chúng. 53% nói rằng họ không ủng hộ cho cái quan điểm của giới mê giới truyền thông hiện nay và trong đó họ nói rằng <laughs> đã có nhiều cái tình trạng cố tình định hướng người dân và cố tình đưa những cái tin mà họ cảm thấy rằng là có lợi cho bản thân của họ gần như họ đã để rất nhiều cảm xúc và họ đã để rất rất nhiều những cái hành động hướng dẫn sai lạc nhắm vào những người nghe và những người đọc cũng như những người dân và gây tác hại tới cuộc sống của họ 72% cuộc mà thăm dò họ nói rằng họ nghĩ các cái tổ chức về truyền thông cần phải có những cái thông tin chính xác hơn, trong khi 35% họ nói rằng họ gần như là không có cần thiết những cái tin tức mà được xem là tào lao, tức là những tin tức mà họ không quan tâm so với những tin tức thực tế hơn trong cuộc sống trên phân nửa nghĩ rằng là các cái cơ quan truyền thông trên toàn quốc chỉ à, chăm sóc về cái quyền lợi của họ chứ không phải chăm sóc về vấn đề quyền lợi của công chúng và 35% nói rằng một số cơ quan truyền thông đã tìm cách gọi là gây tác hại trong các cuộc báo cáo của họ về truyền thông. Đây được xem là một trong những cuộc thăm dò mới nhất và cho thấy rằng giới truyền thông dần dần mất uy thế trong cặp mắt của công chúng bởi vì họ đã cố tình định hướng về cái tin tức và định hướng người dân hướng về cái loại tin nào mà họ muốn, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện đã chính thức tống tất cả những cái trác mời cho các công ty của Big Tech trong vấn đề mà họ tìm cách gọi là cản trở quyền tự do ngôn luận. Bản tin mới nhất cho biết, Chủ tịch của Quỹ ban Tư pháp tại Hạ Viện là ông Jim Jordan trong ngày thứ Tư cho biết ông đã tống trác mời với lại người giám đốc của công ty Alphabet, tức là công ty mẹ của Google và YouTube, Amazon, Apple, Facebook và Instagram mà công ty mẹ là mà Meta cùng với công ty Microsoft là phải cung cấp tất cả những chứng từ và những liên lạc của họ trong vấn đề liên quan tới quyền tự do ngôn luận. Ông Jordan và một số những thành viên bảo thủ đã cáo buộc các công ty này đã cố tình bức hại tiếng nói của những người bảo thủ à, trong cái thời của ông Trump còn là tổng thống và gia tăng sự cáo buộc và kết luận rằng chính quyền của Jordan đã hỏi giúp cho chính quyền bên thắng được tòa Bạch Ốc và gần như là... Tòa Bạch hiện nay và các công ty Big Tech lớn nhất đã lên tiếng và bác bỏ tất cả những lời cáo buộc này. Tuy nhiên, thì sự cấu kết của họ đã được công bố trong tập hồ sơ Twitter File. Và việc tống trác này là bước đầu tiên buộc tất cả các công ty Big Tech, tức là các công ty đã truyền thông phải chịu trách nhiệm. Và trong đó thì Microsoft đã trả lời trong một email nói rằng họ đã bắt đầu đưa ra tất cả những tài liệu và những cái sự tiếp cận với các quỹ ban và cam kết làm việc trong một cái tinh thần tin tưởng lẫn nhau tuy nhiên các công ty khác thì vẫn chưa lên tiếng để phát biểu về cái chat của phía quỹ ban tư pháp tại hạ viện chat này đã được tống cho người giám đốc điều hành của công ty alphabet là Sundar kibikai à, là của à, của công ty à, à, alphabet người thứ hai là andy jesse của amazon com người thứ ba là Tim Cook của Apple và người thứ tư là ông chủ của công ty Meta tức là Mark Zuckerberg cùng với lại đi giám đốc điều hành của công ty Microsoft là Satya Nadella và đòi hỏi tất cả những cái cuộc đối thoại cũng như những tập tài liệu cáo buộc và kết luận rằng họ đã cấu kết với là chính quyền liên bang để mà đàn áp quyền tự do ngôn luận. Và ông Jordan đã đưa ra ngày 23 tây tháng 3 là thời hạn chót cho họ chuyển giao tất cả những cái hồ sơ đòi hỏi này. Đảng Cộng hòa đã chiếm lại phần đa số tại Hạ viện từ tháng 1 và trong đó họ tìm cách gọi là kiểm à, à, tập trung vào những cái à, công việc của công ty Big Tech tức là những công ty lớn về truyền thông cũng như là uh, social media và trong đó họ điều tra về việc mà chính quyền liên bang đã tìm cách vũ khí hóa và chính trị hóa các cơ quan trong chính quyền vào tuần trước thì họ cũng đã lắng nghe cuộc điều trần về cái bộ tư pháp và FBI trong việc mà họ cố tình thiên vị và chống lại lực lượng bảo thủ cũng như là tiếp theo việc mà FBI đã phát hiện hàng trăm tài liệu ở nhà của cựu tổng thống Trump trước đây và bên cạnh đó thì ông Joe Biden cũng và viết lá thư cho các công ty vào tháng 12 và đã đưa lời đòi hỏi tương tự khi mà đảng dân chủ còn kiểm soát tại hạ viện trước khi mà cái ghế chủ tịch của quỹ ban tư pháp được chuyển cho ông Jordan vào tháng 1 và các công ty này vẫn chưa lên tiếng là và đáp hồi tất cả những bản thư của ông đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay Cùng một lượt thì người đã khiến cho bà Lee Jenny bị thất bại trong cuộc bầu cử đó là nữ dân biểu mới được ông Trump endorse trước đây và giờ đây bà đã đáp trả bằng cách là endorse ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Nữ dân biểu Harriet Hatchman của đảng cộng hòa tại Wyoming, người luật sư đã từng đánh bại bà Lee Cheney ra khỏi quốc hội vào năm ngoái đã chính thức lên tiếng à ủng hộ cho cựu tổng thống Trump ra tranh cử năm 2024 trong ngày thứ tư trong là cái à, lá thư à, được à, đề cử và một ngày sau khi mà bà cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina là bà Nikki Haley cũng đồng thời cũng là à, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Quốc cũng đã tiếp tục bước vào cuộc đua này à, và trong đó gần như là nhân vật sẽ đứng thứ hai sau ông Trump của Đảng Hòa ra tranh cử tổng thống. À, tổng thống Trump đã đưa tôi à thắng cử năm 2022 và tôi rất hân hạnh cùng đứng chung với ông năm 2024. Bà Hashman đã đưa ra trong một bản statement, trong đó thì uh, phía cái cái tổ chức PAC, tức là Super PAC của ông Trump tức là Make American Great Again cũng đã gửi ra một cái lời phát biểu của bà ông Trump đã endorse bà Hashman năm 2021 ngay sau khi mà bà loan báo rằng bà sẽ tìm cách thách thức vị trí của bà Lee Cheney tại Wyoming và ông Trump đã cam kết sẽ xóa bỏ Lee Cheney ra khỏi cái vai trò của bà ta tại quốc hội sau khi bà ta đã có những hành động thù hận đối với ông Trump và tham gia vào trong cái ủy ban đội đàn hạch, đội điều tra và đội truy tố ông Trump. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển khá quan trọng và người được ông Trump endorse thắng cử này quay trở lại endorse cho ông Trump vào cái vai trò là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2024. Đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, dân biểu James Comer, chủ tịch của quỹ ban giám sát cho biết là Joe Biden, em trai của ông Joe Biden, đã từng lợi dụng cái vị thế phó tổng thống của ông Joe Biden để đạt được một cái thỏa thuận 140 triệu Mỹ kim với chính quyền của Saudi Arabia và ông ta đại diện cho một công ty ký kết thỏa thuận này. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Joe, ông Jim Biden là em trai của ông Joe Biden đã đàm phán với một thỏa thuận lên tới 140 triệu Mỹ kim với chính quyền của Saudi Arabia năm 2012. Lúc đó ông ta đại diện cho một công ty xây dựng có trụ sở tại Hoa Kỳ có tên gọi là Hill International và trong đó gần như là ông ta đã được chia phần trăm huê hồng trong cái số tiền 140 triệu mỹ kim thỏa thuận này và nó làm giàu thêm cho gia đình của họ đó là lời báo cáo của dân biểu james comer được xem là một trong những chủ tịch của quỹ ban giám sát tại hạ viện hiện nay thì ông đã nói với tờ daily mail là bằng chứng vẫn tiếp tục cho thấy là gia đình của chobin đã sử dụng cái tên tuổi của ông ta để mà đạt được tất cả những cái cuộc thương mại ở bên ngoài làm giàu cho chính họ và hậu quả là bây giờ chúng tôi mong muốn bộ tài chánh sẽ cung cấp tất cả những hoạt động bị tình nghi bởi có liên hệ can tới gia đình của ông joe biden và các mối liên hệ của họ cho cuộc điều tra của chúng tôi bởi vì gia đình này đã lợi dụng cái tên tuổi và cái vị thế của ông joe biden để làm giàu cho chính họ theo tường trình cho thấy tờ daily mail cho thấy thì tập tài liệu mà cáo buộc ông chill ông jim biden đã nói với lại à, cựu bộ trưởng tài chánh làm việc trong cái à, kỹ nghệ gọi là điều tra tư, à, tư nhân tức là thám tử tư ông ta đã được thuê mướn để mà đàm phán với chính phủ của saudi arabia bởi vì cái vị trí của ông ta và quan hệ của ông ta với người anh trai là joe biden lúc đó là phó tổng thống của hoa kỳ và đây à, là ông ta đã trở thành tổng thống và lúc đó thì ông à, barack obama là tổng thống và các cái tập tài liệu này cho thấy rằng là ông jim biden đã có một cái đạt được và nhờ cái vị thế của ông joe biden nên mới đạt được cái thỏa thuận với Saudi Arabia. Tổng cộng cái cuộc thương loạn thương lượng này là 140 triệu Mỹ Kim. Và trong tuần này thì ông Cuomo cho biết ông đòi hỏi Bộ Tài Chánh là phải chuyển giao tất cả những cái hoạt động báo cáo nghi ngờ đối với những cái uh, gia đình của ông Joe Biden. Đây được xem là một trong những cái uh, cuộc điều tra giám sát về gia đình của Joe Biden trong đó gồm có em trai của ông ta và kể cả con trai của ông ta đã lợi dụng vị thế ông ta là phó tổng thống trước đây để mà trục lợi đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thống đốc Greg Abbott cam kết là sẽ ban cấm tất cả những vận động viên chuyển giới à, tham gia vào các cái chương trình thể thao của trường đại học. Thống đốc Greg Abbott, một thành viên của đảng Cộng hòa, đã lên tiếng cam kết vào tuần trước trong cuộc gặp gỡ với lại các nhà lập pháp là ông ủng hộ mạnh mẽ cho việc mà đưa ra luật nghiêm cấm tất cả những người chuyển giới tham gia vào các cái phong trào thể thao dành cho nữ giới ở cấp đại học. Ông Abbott đã và thảo luận về cái kế hoạch này vào ngày thứ ba tại cái tổ chức có tên gọi là Young American Foundation. À, trong đó thì ông công bố rằng à, đã nhà, à, hội đồng lập pháp tức là cái à, quốc hội của tiểu bang Texas do đảng cộng hòa kiểm soát sẽ bắt đầu à, tiến tới và thực hiện cái luật này trong cái phiên họp kế tiếp trong phiên họp kế tiếp thì vừa rồi thì chúng tôi đã ban lệnh cấm với lại việc mà các người đàn ông chuyển đổi giới tính tham gia vào cái phong trào tranh tài với phụ nữ trong các mức độ của giáo dục từ high school trở xuống và trong cái phiên họp kế tiếp chúng tôi cũng sẽ thông qua một luật là cấm tất cả những người đàn ông chuyển giới tham gia tranh tài với phụ nữ trong các cái chương trình thể thao của trường đại học và khi chỉ có người phụ nữ và người phụ nữ thì họ mới có sự cạnh tranh công bằng trong các cái hệ thống của trung học và đại học và đó là một trong những cái đại diện của Hoa Kỳ và đại diện của chúng ta ở trong các cái giải Olympic về thể thao và trong đó thì một trong những dân biểu của Đảng Cộng Hòa là Valerie Swanson đã đưa ra cái dự luật này và trong đó lo ngại rằng là phía của Texas sẽ không cấm bởi vì là tạo ra một cái sự bất công khi một cơ thể đàn ông và tranh tài phụ nữ với một phụ nữ đó là bản tin là uh, tranh tài thể thao với một phụ nữ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của trung quốc ngày hôm nay đầu tiên hết nguồn tin cho biết ông joe biden có thể sẽ phát biểu chính thức với quốc dân về cái uh, những cái uh, object uh, gọi là unidentified tức là những object không có uh, những cái vật thể không xác định và kể cả cái khinh khí cầu của trung quốc Bản tin mới nhất cho biết ông Joe và những người làm việc dưới quyền của ông ta đang duyệt xét dành cho ông ta một cuộc nói chuyện với tất cả quốc dân liên quan tới cái khinh khí cầu gián điệp của Cộng sản Trung Quốc và ba cái object đã bị bắn rơi bởi các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ. Một nguồn tin thân cận đã thảo luận về vấn đề này đưa ra vào ngày thứ tư sáng kiến để cho ông cho bên có được một cái lời phát biểu à, trước khi mà ông ta à, bay tới và ba lan vào tuần trước à, vào tuần tới thì à, trong đó thì người đưa ra cái tin này là một nhân viên giấu tên trong đó thì ông biden đã đang nằm dưới áp lực của các nhà quốc hội là ông ta phải giải thích rõ ràng về tình trạng mà một số những cái vật thể không xác định đã bay vào không phận của hoa kỳ và trong đó gần như là đe dọa tới an ninh quốc phòng ông ta đã có rất ít những lời phát biểu trước công chúng và dường như là hầu hết ông ta để cho các viên chức của tòa bà đốc nói về điều này kể từ khi mà các chiến đấu cơ của hoa kỳ bắn rơi cái khinh khí cầu của trung quốc ở tại sau corona ngày 4 tây và tiếp theo đó là ba cái vật thể không xác định ở biên giới của Canada ở trên lãnh thổ của Canada và trên cái lãnh hải của Hoa, Hoa Kỳ à, gần như là đang gây ra một cái uh, sự nghi ngờ của uh, công chúng về cái lực lượng phòng thủ của Hoa Kỳ John Kirby là phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết vào ngày thứ ba là cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đang duyệt xét khả năng là có thể sẽ uh, uh, đánh giá là cái những cái object tức là những cái những cái uh, vật thể này có quan hệ là về thương mại và như tuy nhiên thì họ lại có mục tiêu về gián điệp đây là họ mượn danh nghĩa là phương thương mại nhưng mà có mục tiêu về về gián điệp và Hoa Kỳ vẫn chưa có xác nhận về những cái vật thể vừa bắn vừa qua đây được xem là một trong những cái uh, lời xuất lần xuất hiện có thể diễn ra sau khi mà ông Joe Biden đã bị chỉ trích khá nặng nề trong việc mà ông ta không cung cấp đầy đủ cho công chúng về cái uh, khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc Cùng một lượt thì các thành viên của đảng Hòa đã lên tiếng chỉ trích bà phó tổng thống Kamala Harris về thái độ vô trách nhiệm của bà đối với lại cái khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc. Các thành viên của đảng Hòa đã lên tiếng cáo buộc bà phó tổng thống Kamala Harris đã không có một thái độ nghiêm túc với cái tình trạng an ninh quốc gia bị đe dọa bởi khinh khí cầu của Trung Quốc và giữa lúc mà căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang tăng lên. À, việc này diễn ra khi được hỏi về cái biến cố này có gây tổn thương cho mối quan hệ giữa hoa kỳ và trung quốc hay không thì bà harris đã trả lời với tờ báo có tên là politico bà nói rằng bà ta không nghĩ như vậy những gì đã xảy ra vào tuần một tuần rưỡi trước chúng ta tin rằng là chúng ta có những cách tiếp cận khác và bà ta lên tiếng nói rằng chính quyền của bà ta và ông Joe Biden là chỉ muốn cạnh tranh nhưng không muốn có một cuộc tranh chấp về quân sự hay đối đầu. Tờ Daily Mail báo cáo rằng các thành viên của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng và chỉ trích khá mạnh. Thượng nghị sĩ Rick Scott của Đảng Cộng hòa tại Florida đã tweet trên Twitter và nói rằng đây là một cái lời phát biểu vô trách nhiệm. Việc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi những cái kinh khí cầu gián điệp tới Hoa Kỳ gây an hại an ninh quốc gia mà bà ta cho rằng đây không phải là một big deal, tức là đây không phải là vấn đề lớn. Ông Scott chỉ ra cho thấy chính sách của Joe Biden đã quá nhân nhượng với Trung Quốc. Trong khi đó thì uh, dân biểu của Đảng Cộng hòa ở tại Texas là Dan Crenshaw đã lên tiếng và nói rằng chính quyền này không có một cái chiến lược để đối phó với Trung Quốc và điều này là không thể chấp nhận được. Trong khi đó thì thượng nghị sĩ marsha Blackburn của Đảng Cộng hòa tại Tennessee nói rằng Kamala Harris nói rằng cái kinh khí cầu của Trung Quốc bay trên toàn quốc của chúng ta, ta lấy tin tức về à, tình báo của chúng ta mà không có tác hại trong mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc. Điều này dường như chính quyền Joe Biden đang tìm cách gọi là tránh né một sự cứng rắn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là những cái lời phát biểu của các thành viên của Đảng Cộng Hòa, ngay sau khi mà bà Kamala Harris cho rằng việc kinh khí cầu này không gây tác hại cho mối quan hệ giữa đôi bên. Cùng một lượt thì Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là bà Wendy Sherman tuyên bố là sẽ tìm cách xóa bỏ chiến tranh lạnh với Trung Quốc sau cái biến cố của khinh khí cầu. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ đang tìm kiếm việc xóa bỏ một cái chiến tranh lạnh với lại Bắc Kinh tiếp theo sau việc vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ khi mà cái khinh khí cầu gián điệp của họ hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Khinh khí cầu này đã bị bắn rơi vào ngày 4 tây ở trên bờ biển South Carolina và trong đó thì à, bà Wendy Sherman là thứ trưởng bộ ngoại giao nói rằng việc mà khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc đã vi phạm trầm trọng vào chủ quyền tuy nhiên trong nhiều nhiều năm qua có rất nhiều những quốc gia khác cũng đã bị tương tự như vậy bà Sherman đã phát biểu trong ngày 15 tây ở trong cái viện à, nghiên cứu về chiến lược có tên gọi là Brookings Institute ở tại Washington và chế độ cộng sản Trung Quốc đã có hành động vô trách nhiệm và cho chúng ta thấy và chúng ta hiểu rằng nhà nước của Trung Quốc đã có hành động đàn áp tại quê nhà và có hành động hung hăng ở bên ngoài. Bà Sherman đã lên tiếng và phát biểu như trên. Tuy nhiên thì bà cho rằng những thách thức này không thể dẫn tới một cái cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc trở lại mà trong đó à, phía Bộ Ngoại giao sẽ tìm đủ sẽ tìm mọi cách để mà xóa đi cái sự căng thẳng chiến tranh lạnh. Chúng tôi biết rõ là nhà nước nhân dân Trung Quốc đang tìm cách à, thách thức về địa lý chính trị của à, quốc gia chúng ta và điều này đang là một thử nghiệm với cái ngành ngoại giao của hoa kỳ và có một chút xíu nào đó bà ta cho rằng là nằm trong cái bản ghi nhớ của người dân hoa kỳ đây được xem là lời lên tiếng biện minh của bà wendy sherman ngay sau lời phát biểu vô trách nhiệm của bà kalama harris cho rằng nó không gây tổn hại gì cho mối quan hệ của hoa kỳ và của trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đang đối diện với những vấn đề then chốt ở tại Liên Quốc liên quan tới vấn đề nhân quyền. Bản tin từ Geneva cho biết Trung Quốc đã trở thành một cái ngọn lửa bùng phát trong phiên họp kéo dài 2 ngày của cái cao quỹ đặc trách về nhân quyền của liên hiệp quốc à, trong đó hầu như các nhà hoạt động về nhân quyền đã lên tiếng và nói rằng việc mà trung quốc tìm cách xóa sổ những người dân tây tạng bằng cách là đưa con em của họ sống hòa nhập vào cái văn hóa của người hán là một cái hành động được xem là diệt chủng và tìm cách xóa bỏ cái nền văn hóa cũng như là ngôn ngữ của họ trong đó thì cộng đồng duy ngô nhĩ đang bị tống giam trên một triệu người À, đây là một trong những con số mà phía Hoa Kỳ đưa ra và có hành động cưỡng bức với những người thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Đây được xem là một hành động mà phía Hoa Kỳ và các quốc gia của Âu Châu xem là hành động diệt chủng. Bên cạnh đó, thì bản báo cáo mới nhất của một số tổ chức nhân quyền cho thấy Bắc Kinh đã cho bắt đi tất cả những đứa trẻ gốc Tây Tạng và buộc họ phải sống chung với người Hán và sống lẫn lộn trong cái xã hội của người Hán, nhằm xóa đi vết tích họ là người Tây Tạng cũng như xóa đi vết tích về văn hóa cũng như là tôn giáo của họ. Điều này là một cái hành động rõ ràng, là một hành động diệt chủng mới, cuộc điều trần kéo dài 6 giờ đồng hồ. Lần đầu tiên mà phái đoàn Trung Quốc đã phải đứng chịu đựng để nghe những lời chỉ trích rất nặng nề từ những cái phái đoàn hoạt động về nhân quyền và đặc biệt là họ nói rằng phía trung quốc đã có những hành động rất dã man đối với người dân của họ trong lúc mà áp dụng cái chính sách zero covid vào năm ngoái đây được xem là một trong những cái chỉ trích mạnh mẽ của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc và đặc biệt là các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền đã có mặt tại geneva trong ngày hôm nay để mà tham gia vào một cái cuộc điều trần liên quan tới những tội ác vi phạm nhân quyền của đảng cộng sản trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung quốc ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn đã cho giảm đi tất cả khẩu phần lương thực của binh sĩ lần đầu tiên trong nhiều thập niên. Theo tường trình của phía Nam Hàn cho biết, Bắc Hàn đã cho giảm đi cái khẩu phần lương thực của các binh sĩ họ lần đầu tiên trong trên hai thập niên qua. Theo tường trình của phía Nam Hàn cho biết như trên và trong đó có khả năng dẫn tới một cái cơn khủng hoảng về lương thực tại Bắc Hàn. Phía Bộ Thống nhất của Nam Hàn một tổ chức được xem là đứng trung gian giữa phía Bắc và phía Nam đã cho biết tình trạng gần như là đang bước tới một cái mức rất là nguy hiểm. Theo bộ này cho biết vào ngày 6 Tây thì Bắc Hàn cho biết rằng là họ đã lên tiếng thúc dục đảng cầm quyền là phải có cuộc gặp gỡ với lại bộ nông nghiệp tìm cách gia tăng cái mức sản xuất về nông sản tại Bắc Hàn. Trong đó thì Don An Ibo là một tờ báo tại Nam Hàn báo cáo rằng phía Bắc Hàn đã giảm cái mức khẩu phần lương thực dành cho binh sĩ lần đầu tiên kể từ năm 2000, tức là quả hai thập niên qua và họ báo cáo rằng không có 100% xác nhận. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất của Nam Hàn nói rằng họ đã nhìn nhận thấy có dấu hiệu của tình trạng này. Đây là lần đầu tiên mà phía Nam Hàn báo cáo về tình trạng mà Bắc Hàn bị thiếu thốn lương thực và bây giờ khẩu phần các binh sĩ cũng đã bị cắt giảm ở trong cái năm năm nay và nó được xem là lần đầu tiên trong hơn hai thập niên qua. Và đó là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.